trong ban giám khảo cùng các thầy cô giáo và các bạn học sinh. Em tên là Đoàn Thị Anh Thư, học sinh 1C. Đến với hội thi Ngày Hội Văn Hóa Đọc, em xin giới thiệu về cuốn sách Tiếng Việt 1 tập 2 thuộc bộ sách Cùng Học để Phát Triển Năng Lực của nhà xuất bản Giáo Dục. Cuốn sách Tiếng Việt có mục đích chính là giúp cho em luyện tập những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, sách còn giúp cho em biết cách học cùng bạn, trao đổi ý kiến với thầy cô, bạn bè, biết cách nói những lời hay, ý đẹp. Sách gồm có 17 bài học thuộc 4 chủ đề: trường em là búp măng non, cuộc sống quanh em, gia đình em. Trong mỗi bài đều có hình ảnh giúp em học bài tốt hơn và hứng thú học tập hơn. Ngoài việc luyện tập các kỹ năng tiếng Việt, sách còn giúp cho em hiểu biết về bản thân và thế giới xung quanh. Qua những đoạn văn chứa nhiều thông tin bổ ích và thú vị, giúp em cảm nhận được lời hay ý đẹp của nhiều câu chuyện và bài thơ. Trong số những câu chuyện trong sách giáo khoa tiếng Việt 1 tập 2, em thích nhất câu chuyện Dê Con Nghe Lời Mẹ. Sau đây, con xin được kể câu chuyện Dê Con Nghe Lời Mẹ. Ngày xưa có một gia đình dê gồm dê mẹ và 7 chú dê con sống trong một ngôi nhà nhỏ bên rừng. Một hôm, dê mẹ phải vào rừng kiếm cỏ để gọi đàn con lại dặn dò: các con ở nhà nhớ khóa cửa, kẻo chó sói đến lúc về mẹ sẽ gọi. Dê con ngoan ngoãn mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. Nghe đúng tiếng mẹ rồi mới được mở cửa, nhớ chưa? 7 chú dê con nghe lời mẹ đóng chặt cửa. Chó sói nấp ở bụi cây gần đó, nghe thấy lời dặn của dê mẹ. Nó đợi dê mẹ đi khỏi liền đến gõ cửa và nói: dê con ngoan ngoãn mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. 7 chú dê con nhận ra giọng ồm ồm cửa chó sói nên không mở cửa. Một lúc sau, chó sói lại đến và gõ cửa. Lần này, nó giả giọng nhẹ nhàng hơn, cho giống với giọng dê mẹ: dê con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. 7 dê con bắt chó sói phải cho xem bộ móng. Khi thấy bộ móng đen xì qua khe cửa, 7 dê con biết đó là chó sói và đuổi đi ngay. Vừa lúc đó, dê mẹ trở về nhà. Dê mẹ cất giọng dịu dàng: dê con ngoan ngoãn mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà cho các con bú. 7 dê con nhận ngay ra giọng nói của mẹ. Chúng mở cửa và ôm chầm lấy mẹ và kể cho mẹ nghe chuyện chó sói đến nhà. Dê mẹ khen các con ngoan ngoãn, biết nghe lời mẹ. Câu chuyện của con đến đây là kết thúc ạ. Dê con nghe lời mẹ là câu chuyện hay và ý nghĩa. Qua câu chuyện nhắc nhở, chúng ta phải biết vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô. Con xin hết. Nếu được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. Sách vừa là bạn, vừa là thầy. Đọc sách để nâng cao nhận thức, tích lũy vốn văn học. Qua sách vở, tìm được những câu văn hay, những ý thơ đẹp. Không ít người luôn ghi chép những câu văn, bài thơ vào cuốn sổ, mở mang thêm kiến thức đa chiều. Đọc sách sẽ tạo cho chúng ta một thói quen, rèn luyện cho đôi mắt thêm tinh, nhanh. Người ham đọc sách sẽ giúp ta được phương pháp đọc, đọc bằng mắt để ra nhanh, phát hiện những ý hay mình cần tìm. Đọc bằng miệng và huy động tổ hợp mắt, nhìn, miệng, đọc, tai nghe và não ghi vào bộ nhớ, tạo sự nhớ lâu, hiểu sâu ý nghĩa của nó. Không có sách, không có tri thức. Sách mở ra cho ta thế giới mới, mang ta đến những chân trời mới. Và điều quan trọng hơn hết, sách là người bạn thân thiết nhất, sẽ không bao giờ bỏ ta đi. Với em, việc đọc sách quan trọng rất nhiều. Nếu được vinh dự chọn để trở thành
một đại sứ văn hóa đọc, thì em sẽ khuyên mọi người hãy cùng đọc sách. Bản thân mỗi người cần nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách. Chỉ khi nhận thức được vai trò quan trọng đó, bản thân chúng ta mới có động lực và ý thức đọc sách mỗi ngày. Thứ hai, cần lập ra kế hoạch cụ thể khi bạn đọc sách. Từ hôm nay, bạn hãy tự lập ra cho mình những kế hoạch đọc sách theo quy củ. Thời gian nào đọc sách, đọc vào lúc mấy giờ, mỗi ngày đọc những cuốn sách nào, mỗi ngày dự định đọc được bao nhiêu trang. Khi thiết lập được kế hoạch, mục tiêu đọc sách của mình, chúng ta sẽ thực hiện có trình tự và sẽ đạt được những hiệu quả nhất định. Thứ ba, việc lựa chọn những cuốn sách thực sự cần thiết với bản thân. Thứ tư, em nghĩ chúng ta nên tạo ra một không gian đọc sách thoải mái. Thứ năm, em khuyên mọi người hãy cùng đọc sách thường xuyên đến thư viện tìm đọc những cuốn sách hay, sau đó giới thiệu cho bạn bè cùng đọc. Dù các bạn thường xuyên đến thư viện tìm sách đọc, tích cực tham gia các hoạt động đọc sách báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, cuộc thi kể chuyện theo sách, cùng các bạn thường xuyên đến nơi nhiều sách để mua hay mượn để đọc như đến thư viện trường, các nhà sách trên địa bàn, vận động người thân trong gia đình làm thẻ thư viện mượn sách đọc trong thời gian nhàn rỗi, giúp cô thư viện trường hướng dẫn các bạn tìm sách đọc, giữ gìn bảo quản sách và sắp xếp lại sách ở thư viện trường, tìm đọc những cuốn sách mới, những câu chuyện hay trong sách để kể lại cho các bạn, giúp cô thư viện trường trưng bày sách, giới thiệu những cuốn sách mới, trang trí nhà mới làm đẹp thư viện để thu hút các bạn đến đọc sách nhiều hơn. Việc đọc sách sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn lan tỏa văn hóa đọc sách đến với mọi người. Người ta thường nói sách vừa là một người bạn, vừa là một người thầy. Cả thế giới đang nằm trong tầm tay bạn, thực hiện được hay không là do bạn. Hãy thay đổi nhận thức ngay từ hôm nay để bước đến với thế giới tri thức ý nghĩa của nhân loại. Tôi làm được và bạn cũng.